Cô chào con. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học một bài mới trong sách Phương Pháp Hồng. Bài có tên là Khúc Chiều Tà, trách 23 trang 67. Bây giờ con nghe cô đàn mẫu qua một lần nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích bài nha. Con nhìn thấy ở đầu khuôn nhạc nè, nó có một dấu thăng và nó nằm ở ngay chỗ vị trí của nốt pha. Thì các nốt trong bài mà mang tên pha á, không phân biệt thấp hay là cao, thì con đều bấm nó tăng lên một nửa cung. Ví dụ nè, chỗ này là nốt pha đúng không? Thì bây giờ mình sẽ bấm nó tăng lên một nửa cung, thì nó sẽ nằm trên này. Phím đen này người ta gọi là pha thăng. Từ pha thăng lên nửa cung nó sẽ là pha thăng. Tiếp theo, chữ C này là cách viết khác của nhịp 4-4. Thì nhịp 4-4 là nhịp có 4 phách trong một ô nhịp. Mỗi phách có giá trị tương ứng bằng một nốt đen. Phách 1 mạnh, phách 2 nhẹ, phách 3 mạnh vừa và phách 4 là nhẹ. Bây giờ cô sẽ chia bài này thành hai câu. Câu 1 bắt đầu từ ô nhịp số 1 đến ô nhịp số 4 là thành một câu. Này con thấy nè, ô nhịp số 1, số 2, số 3 và số 4 nó sẽ thành một câu. Là câu này người ta gọi là chỗ này người ta gọi là câu số 1. Tiếp theo, câu 2 là gồm các ô nhịp còn lại là bắt đầu từ ô nhịp số 5. Số 6 nè, số 7, số 8, số 9, số 10 và số 11 là câu 2. Bây giờ mình cùng nhìn vào ô nhịp số 1 nha. Con thấy nè, ở đây nó là nốt đen và đi theo sau nó là dấu chấm dôi. Thì người ta gọi cái này là nốt đen chấm dôi. Nó có nốt đen chấm dôi này, nó có giá trị là bằng 1 phách rưỡi. Có nghĩa là nốt đen này là 1 phách nè, cộng với cái dấu chấm dôi này 0,5 phách là thành 1 phách rưỡi. Rồi, con chú ý cho bài nè. Tùy vào bài thì ô nhịp số 1 nó sẽ có lúc đủ phách hoặc là thiếu phách. Thì ở đây bài này của mình là đủ phách nè. Tại sao đủ phách? Con nhìn ha, nốt đen chấm dôi này là 1 phách rưỡi nè, cộng với nốt đơn này 0,5 phách nữa là sẽ thành 2 phách. Nốt đen bên này 1 phách rưỡi nữa là thành 3 phách rưỡi, cộng với 0,5 phách của nốt đơn này nữa là sẽ thành 4 phách. Thì bây giờ mình sẽ đánh vị trí phách và đánh vị trí các phách là như thế này. Phách số 1 sẽ nằm ở ngay nốt đen. Phách 2 nó sẽ nằm song song với lại cái nốt ở tay trái này, con thấy không? Cái nốt thứ hai của tay trái này sẽ nằm song song là phách số 2. Phách số 3 nằm ngay nốt đen nè. Và phách số 4 cũng nằm song song với nốt tay trái. Bây giờ mình sẽ tiến vào ô nhịp số 2. Ô nhịp số 2 này thì gồm có 4 nốt đơn. Hai nốt đơn đầu tiên này sẽ tạo thành 1 phách. Thì cô sẽ đánh phách số 1 ở đây. Hai nốt đơn tiếp theo nó sẽ tạo thành 1 phách. Cô sẽ đánh phách số 2 nằm đây. Cái nốt trắng này nó gồm có 2 phách. Thì cô sẽ đánh là phách số 3 và phách số 4. Và ô nhịp số 3 và ô nhịp số 4 tương tự như là ô nhịp số 1 và số 2. Sau khi mà con ghi hết vị trí các phách xong của câu 1, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc nốt và đọc phách theo ha. Con chú ý nha. C 2
đô la. Bốn si son la si đô re. Bốn đô hai re si. Bốn đô la si đô si la. Bốn. Bây giờ mình lại một lần nữa nha. Si hai đô la. Bốn si son la si đô re. Bốn đô hai re si. Bốn đô la si đô si la. Bốn. Được chưa? Bây giờ mình sẽ cùng tập tay phải trước nha. Si hai đô la. Bốn si son la si đô re. Bốn đô hai re si. Bốn đô la si đô si la. Bốn. Mình cùng tập chậm lại một xíu nữa nha. Si hai đô la. Bốn si son la si đô re. Bốn đô hai re si. Bốn đô la si đô si la. Bốn. Bây giờ mình cùng nhau tập tay trái nha. Son re và re. Son re si re la re. Son re và re đô re và re. Mình lại tay trái một lần nữa nha. Son re và re. Son re si re la re. Son re và re đô re và re. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ghép câu một nha. Chậm thôi nha. Làm một lần nữa nha. Mà con ghép được hai tay câu 1 rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang câu số 2. Con chú ý cho cô nè, ở câu số 2 thì ô nhịp số 5 và số 6 nó lại tương tự như là ô nhịp số 1 và số 2 của câu 1. Và vị trí phách của nó cũng giống nhau nữa. Bắt đầu từ ô số 7, số 8, số 9, số 10, số 11 thì vị trí các phách của nó không thay đổi, nhưng mà nó lại khác đi so với cái nốt ở câu số 1, nên con chú ý ha. Rồi, con nhìn cho cô luôn nè. Ở số 8, số 9, số 10, số 11 ở tay trái đó thì nó lại có cái nốt đơn liên tiếp với nhau, nên khi tập thì con chú ý tập kỹ bốn ô nhịp này cho cô nha. Rồi, bây giờ mình cùng nhau tập tay phải câu số 2 ha. Con nhìn vô bài nè. Ở câu số 9, ở ô số 9 của câu 2, con nhìn nè. Ở đây là nó có nốt đen chấm vôi và theo sau nó là nốt đơn. Nhưng mà cái chỗ nốt, cái dấu chấm vôi này nè, người chăm sóc người ta ghi là nó sẽ song song với lại cái nốt rê ở phía dưới. Thì lúc mà con ghép hai tay thì con sẽ ghép như thế này. Sau chưa? Lại nha. Son re si la. Rồi, bây giờ mình tập tiếp tay trái của câu số 2 nha. Son re và re.
mà con tập từng tay của câu 2 rồi, bây giờ mình sẽ ghép hai tay lại với nhau. Chậm thôi nha. Bây giờ mình sẽ ghép cả câu 1 và câu 2 chung với nhau. Giờ cô sẽ đàn cả câu 1 và câu 2 chung nha. Bài với tốc độ chậm thì bây giờ mình sẽ quay về tốc độ ban đầu của bài nó đưa ra. À, bài đưa ra yêu cầu là tốc độ thật là chậm và thật tình cảm. Con nghe nha. Thì trong lúc tập, con chú ý những chỗ mà vừa nãy cô vừa giảng đó. Ví dụ như câu 1 và câu 2 thì gồm có những cái phách nè, những ô số cô vừa giảng nè. Với lại chú ý cho cô chỗ câu 8, câu 9, ô 8, ô 9, ô 10 và ô 11. Và nhất là cái chỗ ô số 9 nè. Ha. Rồi. Bài học tới đây là kết thúc. Hẹn con vào những bài học lần tới nha.